Hari ini kita terberkahi Hôm untuk nay, bisa chúng tôi menghadirkan hân salah hạnh được satu trình ceramah chiếu yang một trong những berwawasan bài thuyết giảng berjudul sâu sắc với tựa Communion đề Sejuk bagi Cuộc Hội Kesatuan Ngộ dari Kudus Thiêng Seri Liêng, phần dalam 1 trên acara 3 phần antara guru trên dan giữa murid thầy và trò, yang được disampaikan giảng dalam bằng tiếng bahasa Anh, Inggris, Trung Hoa Mandarin, dan và Âu Aulac, Lạc, còn được yang biết juga là tiếng dikenal Việt sebagai Vietnam. vào ngày 16 tháng 12 năm 1998 1998, tại Los Los Angeles, Angeles, Hoa Amerika Kỳ. Serikat. Người Âu Lạc Việt Nam đâu? Tất cả họ bây giờ ngồi đây hả? À, có ai ngồi đằng sau đó không? Tất cả là người Âu Lạc Việt Nam hả? Rồi bây giờ mọi người đều ổn ha? Được rồi, quý vị muốn hỏi gì thì hỏi. Và chắc chắn là câu hỏi quan trọng cho việc tu hành, hiểu không? Đừng hỏi tôi làm sao đi sắm đồ khi map này kia và tôi không biết trả lời quý vị thế nào đâu. Kiểm soát cảm xúc của mình nha. Kiềm chế cảm xúc. Hãy là con người thực thụ. Hỏi câu hỏi thực sự có lợi ích cho bản thân và sự tu hành của mình và cải thiện đời sống. Câu hỏi nào có thể cải tiến lối sống, phẩm chất đời sống thì tốt cho quý vị. Đừng lãng phí thời giờ của mình và của những người khác. Rồi, nói đi. Con có một câu hỏi xin sư phụ giải thích cho con, là lúc con ngồi thiền quán quang và quán âm, thì khi mà quán âm thanh á, nhưng mà khi mà con không có quán âm thanh, con vẫn còn nghe âm thanh thường hằng như vậy, có tốt không? Tốt, tốt. Câu hỏi thứ hai là lúc mà quán quang và quán âm đến lúc mình nhất tâm á, thì có phải là âm thanh và ánh sáng nhập chung lại một không, thưa sư phụ? Dạ. Yeah. Có đôi khi nó như vậy. Dạ. Yeah. Yeah. Câu hỏi thứ ba, thưa sư phụ, khi mà mình thiền định để thể nhập tự tánh, mà khi mình vào tự tánh tâm của mình thì cái tâm của mình nhìn vào sự có sự bình đẳng. Như vậy thì làm thế nào để mà mình có thể giữ mãi được cái tâm bình đẳng? Ừ. Giữ làm gì? Ừ. Lúc nào đến thì đến, lúc nào đi đi giữ làm gì? Yeah. Nếu mà cô giữ bình đẳng hoài là cô cứ ngồi đó hoài, cô không đi đâu, tại đi đâu cũng vậy thôi. Yeah. Hiểu chưa? Yeah. Giữ bình đẳng không có được. Kính thưa sư phụ, vì trong khi mình thiền định thì mình thấy được điều đó, nhưng mà khi mà mình xả thiền thì nó ra khác. Đời sống thì mình rồi. Sợ nó phân tâm, nó đó, thay mà đổi. Kệ nó, mà kệ nó. À, chứ mà bình đẳng hoài sao làm việc được? Yeah. Bình đẳng hoài là đi đi vô trong trong cái gì trung ương đó, ngồi đó ngồi thiền cả ngày á, không có đi ra, tại vì ngồi đó cũng giống như ngồi nhà. Yeah. Bình đẳng mà. Cảm ơn sư phụ. Kính thưa sư phụ, con xúc động về những cái bài thơ của sư phụ. Có những lúc tâm hồn con thằng cảm thấy mình yếu đuối thì là con vịn thơ của sư phụ con đứng dậy. Do đó mà con cũng chân thành cảm tạ sư phụ, con xúc động lắm, thành thực ra sư phụ cho con kính cúng dường sư phụ bài nhâm thơ hả? Con thôi tặng thôi cho sư phụ. Bây giờ không có rảnh để bữa khác nha, tại vì đồng tu họ còn hỏi những câu hỏi quan trọng cho họ đó, còn cái chuyện mà tình cảm với hai đứa mình đó một lát ra thằng kia tính sao nha. Rồi. Dạ, kính thưa sư phụ, đệ tử có câu hỏi xin trình sư phụ. Cảm ơn sư phụ đã khai tử cuộc sống u minh cho con và khai sanh cái cuộc sống toàn thiện toàn mỹ. Bây giờ con có một cái trouble là khi thiền quán quang thì rất tốt, nhìn thấy đủ mọi màu sắc. Khi đã một lần gặp sư phụ cho con đôi giày màu vàng, và sau đó thì mỗi lần thiền con nhìn thấy cái màu vàng thì là màu vàng y, màu bạc là màu bạc thật. Thì nhìn thấy những cái đó qua, không không biết là qua gì, con tạm đặt là quang qua. Lúc mới thấy thì nó nhỏ như đầu mũi kim, và khi nhìn kỹ thì nó tỏa ra rộng trùm cả vũ trụ. Có biết là loại hoa gì, có 7 màu từ xanh đỏ trắng vàng. Bây giờ con bị cái trouble là khi mà quán âm thì không nghe tiếng gì khác ngoài tiếng côn trùng. Đồng thời nó có một cái lực như là cái sức nóng tận cùng, nó bắt từ dưới đường xương sống đi lên tới tới bờ vai,
sau đó nó dừng lại đó, giống như là người ta tập võ mà không có thông suốt huyền quan nhâm và đốc mạch, đồng thời hai cái vai bị mỏi, và lúc đó thì hơi nóng nó tỏa ra khắp người, không thể ngồi quán âm được nữa. Kính mong sư phụ chỉ dẫn cho. Bác cứ phải tiếp tục làm cho nó nguội xuống rồi thôi. Dạ. À, chứ bất ngừng cái đó nó nóng hoài à. Dạ dạ. Ừ. Dạ, cảm ơn sư phụ. Nhiều khi cái khí mạch trong người mình nó chạy lên chạy xuống này cho nó thông á. Dạ. Thì nó phải đã thông những cái chỗ mà mình bị bế tắc từ hồi đó tới giờ đó. Dạ. Tại vì cái thân thể của mình cũng như là cái đời sống của chúng ta trước khi mình tu hành á. Dạ. Thì nó có nhiều sự không có được hoàn mỹ, không có giống như là cái đời sống mà mình phải sống nha. Dạ. Như mình ăn mặn uống rượu này kia đúng không á, hoặc là dạ, mình làm những cái điều không có đúng với lương tâm của mình á. Dạ. Thì những cái đó nó ảnh hưởng tới đời sống của mình và cái thân thể của mình bên trong á. Dạ. Thì cái lúc mình tu hành này thì nó bắt đầu nó đã thông ra, mình phải cố gắng nhẫn nhịn cho tới khi nó thông suốt hết thì thôi. Dạ. Sư phụ, con còn câu hỏi chót là giờ con bị bệnh tiểu đường khoảng gần 20 năm nay, và bây giờ thì cái bệnh nó trầm kha, mỗi ngày phải chích thuốc, mà trong thuốc nó có cái chất động vật chích vào mỗi ngày để cho nó tiêu hóa, mà không chích thì là cái đường nó lên, không có trong người không khỏe, không có làm việc được, không có thiền được. Đồng thời cái áp huyết nó cũng tăng cao trên một có khi 180 khi 200 mấy, mà mỗi ngày phải dùng thuốc cao huyết và thuốc tiểu đường. Như vậy cái sinh vật nó vô người thì có thể nó làm trở ngại cho cái thiền quan của mình không? Kính trình sư phụ. Nếu mà bác kiếm được ông bác sĩ khác á, dạ, có những cái nó kêu là alternative medicine á. Dạ. À, thì tốt. Dạ, tôi cảm ơn sư phụ. À, cảm ơn bác. Dạ, kính thưa sư phụ. Xin lỗi mấy đồng chí, tôi nói tiếng Việt không có quen nha. Lâu không có nói. À, lúc hôm qua con ngồi thiền quán quang á, con thấy khi mà con đang ngồi thiền sao con thấy cái gì nó chạy đầy người con hết á, y như là điện vô người vậy đó. Ừ. Rồi một chút nữa cái con thấy là y như cái gì mà nó xét như xét trời đánh trong cái lỗ tai, xét đánh là mầm trong tai con á. Dạ. Rồi dưới khi mà con ngồi pháp môn quán âm á, là con thấy tự nhiên có một cái ánh sáng thiệt là sáng chiếu từ trong đầu con chiếu ra, cái con nhìn thấy sư phụ dắt con từ dưới miệng hầm đi lên, cái con sợ quá con nói con thấy có một cái ông thiệt là bự luôn, ông đứng đó, cái con nói sư phụ ơi cái ông này con sợ quá. Cái sư phụ nói không sao, cứ có sư phụ thì con cứ đi theo sư phụ. Cái sư phụ nắm tay con lên, mà sư phụ mặc nguyên bộ đồ trắng luôn vậy. Dạ, kính thưa sư phụ. Vậy sao? Dạ cái đó con không có hiểu như thế nào, xin sư phụ nói cho con không biết. Không hiểu cái hầm là gì hết hả? Dạ. Trời ơi, cái hầm là cái hầm, cái gì không hiểu. Không hiểu đi xuống trở lại đó tìm hiểu rồi trở lên. Có thích ở cái hầm đó không? Không, không thì biết rồi. Có người nào ở Việt Nam qua không? Từ thẳng từ Việt Nam qua đây á hả? Mới đây đó hả? Đi qua để ngồi thiền rồi đi trở về á hả? À, Mỹ mới qua, cái đó khác. Ok. Congratulations. Người Mỹ tốt quá hả? Đây mới Việt Nam qua đó hả? Trời, hàng chỉ giống mấy đồng chí bên đó kìa. Dạ, chúng con lúc đầu thì cũng gặp khó khăn, nhưng mà cũng nhờ sư phụ an bài, cho nên trôi chảy tốt đẹp. Ừ. Dạ. Qua đây cực khổ vậy hả? Không biết lái xe là... Dạ, dạ, không có biết. Ở nhà cả ngày hoài ha. Dạ. Thì qua đây có hai việc quan trọng là phải học tiếng Anh và học lái xe. Dạ. Ừ. Nhưng mà con mong muốn một ngày thiền tam hoặc thiền tứ để mà gặp sư phụ. Cho nên con gian giái ngày đêm như vậy. Hôm nay con gặp được cái dịp này thì con cũng cảm ơn sư phụ đã giúp đỡ chúng con trên bước đường tu học. Đúng sao? Đúng dạ. Đó. Thượng đế giúp đỡ quý vị. Dạ. Chị hai chị tới chị lui đâu làm gì đâu. Dạ. Con cảm ơn sư phụ nhiều. Dạ. Được không? Dạ, dạ. Quý vị ở lâu đó, giúp đỡ quý vị mới tới hả? Ừ. Giúp được cái gì thì giúp hả? Mình Việt Nam hả? Giống cũng phải giống như bên Việt Nam vậy đó, có tình hàng xóm này kia, giúp đỡ người ta hả? Tại bên Mỹ mà không có bạn bè, không có hàng xóm cực lắm. Chưa, mới qua đó, không có biết lái xe gì này kia đó.
Thưa sư phụ, con ở Thọ Tâm Ấn được hơn 5 năm rưỡi nay rồi mà con chưa có thấy ánh sáng. Nhưng mà dạ, con quán quang không có thấy ánh sáng. Nhưng mà khi quán âm á, thì đôi lúc con thấy lạ lùng lắm. Thì sao con thấy có đôi lúc cái tay con đập rầm rầm như là búa đập vô đây trong đầu vậy đó. Liên tục vậy, đập tự động chứ không phải là con muốn đập, mà nó đập tự động trong đầu vậy đó. Có khi cả tiếng đồng hồ nó không ngưng nữa sư phụ. Vậy sao? Dạ, mà nó, khi nó đập như vậy thì con thấy trong người tự nhiên nó nhẹ đi. Nhưng mà nó lại ở phía bên tay trái, ở phía bên tay mặt. Thành ra con cứ tự động con ngồi vậy cho nó đập vậy. Nó đập liên tục, nó đập tự động chứ con không có muốn. Dạ, không sao đâu. Có sao không sư phụ? Dạ, không sao. Phía bên tay trái không sao. Bác đừng để ý nữa, ok. Dạ. Cảm ơn sư phụ. Dạ, cảm ơn sư phụ. Mà khi nó đập như vậy thì con lại thấy nó nhẹ người, nó bớt đi. Chỗ nào nó bệnh thì nó đập chỗ đó. Dạ, cảm ơn sư phụ. Dạ, thưa cảm ơn sư phụ nhiều. Mình biết giáo lý thôi, mà nếu mà mình có tâm cầu học á, thì tiếng nào mình cũng tìm ra mình học á. Hồi đó Huyền Trang đi từ Trung Hoa đi tới Ấn Độ để mà tìm dịch kinh của Phật phải không? Đi 17 năm á, mới kiếm được mấy cuốn kinh mà trống trống đem về dịch. 17 năm mà lúc đó Phật đã mất rồi, đã về Niết Bàn rồi. Chỉ còn kinh điển không á, mà phải đi 17 năm á, để đi tìm học. Còn mình bây giờ cái xứ văn minh là có mở radio cái gì, máy thâu âm, thâu hình, cái gì cũng có hết. À, người Việt dịch ra tiếng Anh cũng có nữa. Dạ thưa sư phụ ạ, con muốn hỏi một câu là khi mà trong lúc mình thiền định á, mình muốn có một cái câu hỏi bên trong thật rõ ràng, thì làm thế nào để mình nhận biết được là cái câu đấy là chính xác đối với mình mà không phải là từ hoán tưởng ạ? Cái câu trả lời nào mà mình cảm thấy nó chính xác á, mình cảm thấy là cái câu này tôi nghĩ là đúng á, nó hợp lý á, và cái nó làm cho cái câu trả lời đó nó làm cho đời sống mình nó dễ chịu hơn, nó thăng hoa hơn, thì cái câu trả lời đó đúng. Dạ, cảm ơn sư phụ. Ok. Từ ngày mà con thọ pháp á, con chỉ nghe thôi chứ con không có thấy, con ở trên đây của con nó chỉ soi dòng vậy thôi. Vậy cũng được, tiếp tục hả? Dạ, mốt nó sẽ thay đổi. Dạ. Yeah. Thưa sư phụ, mấy năm trước đây quá thân sư phụ hay tới thăm con, nhưng mà 2 năm gần đây quá thân sư phụ không có tới nữa. Thì con... bây giờ cô tới thăm tôi. Dạ, con xin sư phụ gia trì cho quá thân sư phụ. Ok, tới... no problem. Cảm ơn sư phụ. Thì tới thì tới hoài, mỗi cẳng này cô phải tới thăm sư phụ một lần chứ hả? À, có qua cái lại chứ. Đâu cần gì phải lúc nào cũng phải thấy hóa thân sư phụ hoài đâu. Thấy 2 năm đủ rồi đó, mình an tâm mình tu hành tiếp chứ, phải không? Ví dụ như mà con cái hồi nó nhỏ đó, thì mình nắm tay mình dẫn nó đi. Cái khi mà nó lớn rồi, nó cho nó đi, nó chạy mình cho nó vui chứ. Nắm tay hoài chừng nào nó mới biết đi, phải không? À, ok. Không có chấp nhất sư phụ bên ngoài, sư phụ bên trong không có chấp nhất vậy đó, phải không? Đường mình đi. Chừng nào mình té xuống là có người lại đỡ nè. Không, còn không có thì cứ để cho mình tự lập chứ. Mình cũng là một vị Phật mà Phật dẫn đi hoài rồi, chừng nào mình lớn khôn. Hiểu không? À, nhưng mà lúc nào cũng có sư phụ gần bên á. Cũng như mấy đứa con của mình á, nhiều khi nó còn bò thì mình coi sóc nó kỹ hơn, không? Khi nó đi chập chững mình sợ nó té thì mình lúc nào cũng để ý tới nó. Mà cái lúc nó đã lớn 5-6 tuổi rồi thì mình cho nó chạy vòng vòng một chút, mình ở trong nhà dòm dòm thôi. Phải không? Nó ở ngoài sân nó chơi mình, nhưng mà lúc nào cũng có người mẹ để dòm chừng nó, hiểu không? Nhưng mà nó không thấy. Nó tưởng mẹ nó không có đó. Mẹ nó dòm qua cửa sổ á. À, lâu lâu dòm dòm. À, ok. Kính thưa sư phụ, con xin trình bày với sư phụ những thể nghiệm trong lúc mà tu học đó. Trong lúc tu học thì có những cái thể nghiệm trong lúc ngồi thiền và những cái thể nghiệm trong lúc mình ngủ. Thì sư phụ có nói là khi mình ngủ cũng là đi theo sư phụ để tu học. Thì sư phụ nói là sẽ dẫn mình đi lên những cảnh giới khác để mà tu học. Thì đệ tử có những cái thể nghiệm như vậy. Nhưng mà khi mà gặp được sư phụ dẫn con đi học đó, nhưng mà khi lúc đó gặp sư phụ rồi đó là cứ đi theo sư phụ như là một cái cuộn băng đã thâu xong rồi phát ra vậy, bên cạnh sư phụ để đi tu học gì đó,
Dạ, những thí nghiệm để trong lúc ngủ để mà theo sư phụ dẫn đệ tử đi học là có những thí nghiệm rất là tốt. À, đồng thời những thí nghiệm trong lúc ngồi thiền thì cũng có những thí nghiệm rất là tốt. Dạ, kính thưa sư phụ, như vậy là mình nếu mình so sánh những thí nghiệm trong lúc mà đi lúc ngủ để đi theo sư phụ tu học và những lúc để thực sự để trong lúc thiền định đó, thì nếu mình so sánh thì những thí nghiệm đó đều tốt cả. Dạ, nhưng mà thường gặp nhiều nhất là trong giấc ngủ và theo sư phụ tu học trong lúc đó. Như vậy đó, thì nếu so sánh thì hai cái vẫn tốt với nhau. À, thì đúng vậy đó, là dạ. Sao? Dạ, là như vậy sư phụ đi, thì mình tiếp tục là... Tiếp tục ngủ. Rồi, nghe rồi, rồi. Thì muốn ngủ ngủ thiền thiền với ai cấm được quý vị nữa. Chắc anh nói là ngủ thể nghiệm nhiều hơn thôi, mình tiếp tục ngủ cho nó khỏe. Dạ, dạ. Yeah. Cái lúc mình thiền, lúc mình ngủ mà có thể nghiệm đó là không phải mình ngủ, hay chưa? Cái thân thể mình nó nằm đó thôi. Còn cái linh hồn mình á, cái tầm thức của mình á, thì đi theo vị minh sư của mình tu học những cảnh giới khác, cho nên mình cảm thấy nó như vậy. Thì cũng vậy thôi à. Nếu mà có cảnh giới tốt là ok đó. Hả? Tức là coi như mình không ngủ. Hả? Dạ, kính thưa sư phụ, 11 giờ trưa hôm qua con ngồi thiền ở đây á. Còn thấy nó có động á, nó xoay quần hết cái hậu trường, nó ngã qua ngã lại á. Cái sư phụ vừa bước vô cái đất nó ngừng lại sư phụ. Con thấy rõ ràng vậy á, con hầu mà nó có nhúc nhích con mất hồn. Cái sư phụ bước vô 11 giờ trưa hôm qua cái tự nhiên trái đất nó đứng. Con thấy rõ ràng. Thấy rõ ràng. Dạ. Chà. Cảm ơn sư phụ. Vậy là mắt bắt sáng quá trời, thấy rõ ràng. Kính bạch sư phụ, con cảm ơn sư phụ chỉ dạy pháp môn con âm. Thì con cũng có cái thể nghiệm mà ngủ á. Là sư phụ là trong tất cả các tâm linh mà tiến hóa trong vũ trụ này á, thì sư phụ là tâm linh mà đi trước xa cả tất cả các tâm linh khác cả tỷ năm. Sư phụ là mới phát minh ra được hay là tìm được cái pháp môn quán âm, và sư phụ chính là cái dòng âm lưu á, để phóng ngược trở lại để độ chúng sanh, tạo dựng ra rất là nhiều cái thế giới tâm linh để các những người tu theo pháp môn Quán Âm được học hỏi tùy theo cái sự phát triển, mà giống như là rất là tinh vi, ai học cái trình độ nào thì được đến cái thế giới tâm linh nó học từng các pháp môn, từng các khoa học kỹ thuật và thay đổi tâm tính của mình rất là chính xác. Nhưng mà riêng ở trái đất này á, thì tất cả phát triển lộn xộn, ai muốn làm sao làm. Nhưng mà những người đã theo pháp môn Quán Âm thì được theo một hệ thống khác. Và bên cạnh có một số vị giáo chủ khác đi theo các pháp môn khác, thì họ đi theo pháp môn đó nhưng mà không có nhanh. Giống như pháp môn này, giống như là đi bước 7 dặm, rất là lẹ sư phụ. Dùng chính sư phụ để giúp đỡ chúng sanh. Và sư phụ trở lại cái thế giới này rất là nhiều lần, và các cái thế giới tâm linh khác. Sư phụ giống như là người chỉ đạo hết tất cả, làm việc hết tất cả, rất là nhiều. Sao anh biết nhiều chuyện bí trong mật thần... của CIA vậy? Xin mọi. Cảm ơn sư phụ. Rồi thiền có thể nghiệm đó hả? Dạ con thiền ngủ á sư phụ. Ngủ thấy, thiền ngủ thấy. Ok. Ok. Đừng có nói ra cho mọi người biết nha không? Hai đứa mình biết thôi nha không? Ok. Nói là tao không tin mất công nữa. Không phải là sư phụ phát minh ra cái pháp môn Quán Âm, nhưng mà sư phụ biết cái pháp môn Quán Âm này. Cái pháp môn Quán Âm này nó có từ nguyên thủy á. Từ cái lúc khai thiên lập địa đó. Là nó sẽ có hoài. Nó chỉ là một, không phải là một pháp môn, nhưng mà một cái con đường mà của vũ trụ vậy, cái quy luật của vũ trụ. Nếu mà mình muốn trở về với nguyên thủy, trở về với cái bản tính chân thật của mình á, với cái thiên đàng á, hoặc là cái Phật tính của mình, thì theo cái định luật này nó cũng như là một khoa học rất là chính xác, cũng như 2 với 2 là 4 vậy đó, không có thể làm khác hơn vậy thôi.
Nếu người nào biết được 2 với 2 là 4 là 2 với 2 là 4. Bây giờ mình nói cách khác, mình biện luận cách nào cũng 2 2 là 4 à. Đại khái nó vậy đó. Thì trong vũ trụ nó có những cái định luật mà chính xác như vậy đó. Người nào tìm biết được đó, discover chứ không phải là phát minh. Tìm tòi biết được thì mình theo cái đó thì dĩ nhiên cái kết quả nó rất là chính xác. Thì dĩ nhiên trong cái vũ trụ này có rất nhiều phương pháp để làm việc. Thì có phương pháp nhanh, có phương pháp chậm. Thì có phương pháp rất là siêu việt. Thì cái phương pháp Quán Âm là siêu việt vậy. Sư phụ biết tìm ra thôi chứ không phải là phát minh ha. Này của Thượng Đế, của mọi người nha. Nhưng mà rất là nhanh. Đời đời kiếp kiếp nghiệp chướng gì cũng tiêu hết. Tiêu lập tức, tiêu liền. Nhất định là phải thành công thôi. Không có cách gì mà không thành công hết. Những người nào mà tu pháp môn Quan Âm mà họ không thành Phật là cái chuyện nó không thể có được. Không thể có được. Chắc chắn cũng như anh nói bây giờ anh đem hai cục kẹo, anh để gần hai cục kẹo mà anh nói cái này không thể nào thành số 4 được là cái đó không thể có được. Cũng giống như tu pháp Quan Âm cũng như vậy. Không thể nào không thành công, không thể nào không tiến hóa tâm linh, không thể nào không khai ngộ được cả. Rồi, vậy là tốt, anh biết được là tốt. Yeah. Dạ, kính thưa sư phụ, con chân thành cảm ơn sư phụ. Không biết lấy gì, con đền đáp ơn sư phụ. Và sau khi trở về Việt Nam, thì con cũng ngồi thiền, con quán ánh sáng, con thấy pháp tướng của sư phụ. Và đồng thời, thì con có rất nhiều cái thể nghiệm. Cả gia đình con được truyền pháp, do đó con cũng tin tưởng vào cái pháp môn của sư phụ tuyệt đối 100%. Vì vậy cho nên con mong muốn được gặp sư phụ và có một ngày nào đó con được gặp sư phụ như ngày hôm nay. Thế thì con có phải là cái niềm tin là mẹ của các công đức có đúng không sư phụ? Và bây giờ gia đình con đã trở về đất Mỹ, toàn bộ như vậy là được 9 người. Thì con vô cùng cảm ơn sư phụ. Và cái câu hỏi của con đó có phải là cái niềm tin của con nghĩ đến cái niềm tin là mẹ của cả công đức. Dạ, xin chân thành cảm ơn sư phụ. Không có chi bác. Cái gì mình tin tuyệt đối là nó sẽ xuất hiện. Nhưng mà kỳ lắm, cái pháp môn Quan Âm này không tin mà tu rồi nó cũng được à. Cứ việc tu giùm cho tôi đi, không? Đừng có cần tin bà Thanh Hải, bà Thanh Hồ nào hết trơn á. Cứ tu đi, cứ tu ngày 2 tiếng rưỡi đi rồi tự nhiên thấy hết à. Tự nhiên mình hiểu lấy mình, hả? Mình là thầy của chính mình á. Cứ tu pháp môn này đi rồi nó tới à. Cũng như anh để hai cục kẹo với hai cục kẹo gần bên thế nào nó cũng là 4. Không cần biết, cứ tin cái ông thầy. Cái ông thầy toán đó, ông nói vậy mình tin hay không tin mà kệ, anh cứ để hai cục kẹo gần bên hai cục kẹo là anh đếm ra thành 4 cục. Ok, yeah, next. Kính thưa sư phụ, con hiểu rằng khi mà được truyền tâm ấn thì cửu huyền thất tổ được thăng thiên. Nhưng mà con cũng thắc mắc là khi bây giờ con mới truyền tâm ấn, nhưng mấy chục năm trước thì cửu huyền thất tổ con đã mất rồi. Cha mẹ ông bà thì đã mất từ lâu. Hiểu. Thế thì bây giờ cũng thăng hàng độ một chục năm nay thì đã biến, thì bây giờ đã tái sanh làm người. Thì mình đi kiếm người đó thăng cho họ thăng. Kính thưa sư phụ, thì con hiểu là bây giờ đang có thể là một đứa bé hoặc là một người đang sống ở trên ở đây, thế thì thăng thiên ý nghĩa là như thế nào? Cái đó con cũng chưa hiểu. Thăng thiên có nghĩa là họ được giải thoát khỏi những sự đau khổ của đời sống lao tù, đời sống địa ngục hoặc là đời sống của con người á. Thí dụ như là tổ tiên của cô đang ở dưới địa ngục hả? Thí dụ vậy thôi nha. Rồi cái cô truyền tâm ấn. Thì những người đó được dẫn nhắc lên những chỗ thoải mái hơn. Chỗ thiên đàng không có bị hành hạ nữa. Vậy đó. Cảm ơn sư phụ. Ok. Còn những người mà sống bây giờ liên lạc với cô đó thì họ cũng sẽ được phước báo. Khi mà họ chết đó thì họ cũng được thăng thiên. Vậy đó là ok. Kính thưa sư phụ, theo như con được biết là theo thánh kinh Vệ Đà đó là những một người tu hành tinh tấn á,
tu theo pháp Môn Quán Âm thì sau 6 năm sẽ trở thành minh sư, không biết điều đó có đúng không? Trời ơi, sau 6 năm lâu quá vậy? Rủi chết trước 6 năm rồi sao? Vậy là... con nghiệp chướng sâu nặng mà đường đạo thì gian nan đắc trở, con cũng muốn sớm thành minh sư, xin sư phụ giúp đỡ. Muốn làm minh sư hả? Dạ. Ờ thì đợi 6 giờ mấy năm rồi? Mấy năm rồi? Mới có 1 năm. Thôi thì còn đợi 5 năm rồi tính sau mà, trời ơi gấp cái gì. 5 năm nữa mình nói chuyện tiếp nha. Thôi quý vị Việt Nam, đồng chí mua ra ngoài kia chút nha. Cảm ơn quý vị ha, quý vị tu hành tốt lắm á. Mấy người nào mà tu chưa tốt thì ráng ráng lên đi. Lát gặp lại nha. Quý vị có muốn hỏi câu nào nữa không? Hôm nay mình quá giờ rồi. Nhưng thôi không sao. Thưa sư phụ, xin tha thứ cho con. Con có vấn đề trong đầu. Con có tranh chấp trong đầu. Bác lo lắng hả? Dạ, tranh chấp giữa hai lực lượng. Con có niềm tin và cố gắng chứng minh sư phụ. Trong đầu con có một số vấn đề. Bác có vấn đề trong đầu hả? Dạ phải. Vì bác không tin tôi hay không tin Chúa Giêsu hay gì? Khi đọc sách và xem băng hình của sư phụ, con rất tin Ngài, con tự nhủ. Chà, những bài giảng này thật hay, đúng là vị này. Nhưng sau đó con lại hoài nghi thưa sư phụ. Ồ, dĩ nhiên vậy thì không sao, con xin lỗi sư phụ. Không, không sao, không sao. Đừng lo lắng, đó là đầu óc. Nếu có hoài nghi cũng không sao. Cứ tiếp tục tu hành để chứng minh cho bản thân mình biết ha. Dạ, cảm ơn sư phụ. Phải, bởi vì nhiều đồng tu cũ và đồng tu chung quanh bác, họ đều có bằng chứng tốt, cho nên có lẽ bác chưa có bằng chứng mà thôi. Tiếp tục nha, hoài nghi người khác không sao. Dĩ nhiên bác không biết tôi mà, phải không? Nhưng bác phải tự biết mình. Và tôi đã chỉ cho bác phương pháp để biết chính mình, rằng bác vĩ đại. Tôi đâu có nói với bác rằng tôi vĩ đại mặc dù tôi vĩ đại. Ý là tất cả chúng ta đều vĩ đại và tôi đã tự chứng minh với mình. Nên tôi nói với bác, ồ, cái này tốt. Nếu làm giống như tôi, bác sẽ biết bác rất vĩ đại, hiểu không? Cho nên bác không cần phải tin rằng tôi vĩ đại. Mặc dù tôi nói vậy, hoặc rất nhiều người nói vậy, cũng không quan trọng đối với bác. Bác phải chứng minh điều đó cho bản thân biết rằng mình vĩ đại. Chứ không phải là tôi vĩ đại, vậy nên bác không mất mát gì cả. Ok, bác phải làm theo phương pháp. Sự chỉ dạy cho đến khi bác biết rằng bác vĩ đại, bác đồng nhất thể với Thượng Đế, đó mới là mục đích. Vậy nên không cần hoài nghi tôi hoặc không hoài nghi tôi, bác chính là người phải nhận biết chính mình. Đó là mục đích, để biết được chính mình, phải không? Tôi có vĩ đại hay không, không phải là chuyện của bác, thật vậy. Điều đó không giúp gì được cho bác. Đúng không? Vậy nên cứ tiếp tục tu hành, bất kể đầu óc nghĩ gì. Hỏi đi, con có hai câu hỏi liên quan. Câu thứ nhất là làm sao để nhận biết sư phụ ở bên trong mình sau khi thọ tâm ấn? Làm sao để biết rằng sư phụ ở bên trong mình? Ở bên trong chúng ta hả? Sau khi tâm ấn, họ biết mà. Quý vị thấy ánh sáng, đó là sư phụ. Quý vị nghe âm thanh, đó là sư phụ. Không phải thứ vật chất mà chúng ta đề cập tới. Sư phụ chính là quý vị. Vậy câu hỏi khác có lẽ đã được giải đáp. Chuyện gì xảy ra nếu sư phụ rời khỏi thế giới này? Tôi vừa mới nói với anh, sư phụ chính là anh. Dạ, điều này đã được giải đáp. Sư phụ đã trả lời câu hỏi này rồi. Phải, tôi không phải là sư phụ của anh. Hiểu không? Dạ, cảm ơn sư phụ. Tôi giúp anh tìm sư phụ của anh. Mà cuối cùng chính là anh. Được chứ, anh hiểu trật hết rồi. Đó là lý do anh lo không biết là tôi xấu hay tốt. Tôi trông giống Phật hay trông giống Chúa Giêsu, đừng lo về tôi, hiểu không? Sư phụ chính là mình. Đúng vậy, anh hiểu trật hết rồi. Anh nghĩ rằng tôi muốn tôn vinh chính mình, hay muốn anh tin tôi, hay cho tôi cái này, cho tôi cái kia, không? Thậm chí tôi không đòi hỏi anh bất cứ gì, đó là một chuyện. Anh biết rằng khi theo giáo lý của tôi, anh đã mất mát gì. Tôi chỉ muốn anh biết chính anh thôi, rằng anh vĩ đại, rằng anh là vị sư phụ, rằng anh đồng nhất thể với Thượng Đế, rằng anh là Thượng Đế.
you know, at least you ít nhất anh đến từ Thượng Đế. Yeah? And that's the method. Và pháp môn này chỉ là thế thôi. Not about me. Không phải về tôi. Cho nên nếu tôi chết, tôi sống đối với anh không quan trọng. Phải không? Rồi, người kế. Thưa sư phụ, con làm việc trong một nhà hàng chay ở Đại Hàn. Nhiều người đến nhà hàng và nhìn thấy sếp yếu của sư phụ rồi hỏi con, Ngài là ai vậy? Mỗi khi nghe câu hỏi đó, con không biết. Có lúc con nói, Ngài là Phật sống, nhưng con cảm thấy chưa đủ. Câu trả lời hay nhất cho câu hỏi Ngài là ai là gì? Hỏi về sư phụ đó ạ? Không biết. Tôi là ai à? Cứ nói với họ, vị ấy là thầy tôi. Vị ấy dạy tôi cách tìm lại Phật tánh của tôi. Rất đơn giản. Cảm ơn sư phụ. Hoặc vị ấy là bạn tôi và vị ấy biết một phương cách rất tốt để tìm thấy Phật tánh của chính tôi. Vậy thôi. Đúng không? Cảm ơn sư phụ. Bởi vì nếu muốn học một điều gì đó mình chưa biết, thì mình cần có một vị thầy. Một người dạy mình điều gì đó, chúng ta có thể gọi họ là thầy hay người bạn tốt, rất đơn giản. Không cần phải làm người ta sợ, như nói Phật sống hay Chúa Giê-xu này kia, làm họ sợ. Thưa sư phụ đáng kính, họ nói với con rằng năm đời có thể được siêu thăng. Khi sư phụ nói năm, ý ngài là năm đời trước hay là năm đời sau con? Là năm đời theo hướng nào ạ? Tôi nghĩ nửa này nửa kia ha. 50% trong quá khứ và 50% trong tương lai, vậy được không? Cảm ơn sư phụ. Làm sao con biết cha con hay ông nội con sẽ được siêu thăng hay không? Có người biết. Khi họ thiền, họ thấy tổ tiên của họ bay lên trời. Có người không biết. Nếu muốn biết, thì cầu nguyện sư phụ cho quý vị biết và tổ tiên của quý vị sẽ đến nói cho quý vị nghe. Vậy nhé. Dạ, còn một điều nữa. Ban đêm con bị khó ngủ, nên hôm qua con hỏi vị sư tỷ này ở cùng phòng với con. Chị ấy bảo con hãy niệm năm hồng danh. Trong lúc đó con thấy ánh sáng, nhưng con chưa nghe âm thanh. Có phải âm thanh chỉ tới trong đầu mình thôi, hay từ bên ngoài nữa? Phải, âm thanh đến từ bên trong, nhưng chúng ta cũng nghe như nghe ở bên ngoài vậy, cho nên không thành vấn đề, miễn mình nghe là tốt rồi. Cảm ơn sư phụ, nhưng cô vẫn cần phải chính thức làm việc đó. Trong thời gian riêng biệt, cô vẫn cần phải quán âm tối thiểu một tiếng mỗi ngày. Cô xem khi nào không ngủ được, nếu chính thức thiền quán âm, theo cách đã được chỉ dạy thì sẽ dễ ngủ hơn. Được chứ? Con có một thắc mắc và một điều để hỏi. Câu hỏi của con là, con cũng nghĩ rằng đối với đàn ông, phụ nữ là một chướng ngại cho việc tu hành tiến bộ. Con còn trẻ. Khi con thấy thích một người nữ, thì con lập tức nghĩ, ồ, phụ nữ là điều chướng ngại cho việc tu hành tiến bộ. Những điều này cứ xảy ra hoài và con hoang mang. Vậy làm sao để con đối phó với nó? Hãy lập gia đình. Anh xem, đàn ông thích phụ nữ là điều tự nhiên. Nhưng phụ nữ nào anh cũng phân tâm chú ý đến thì không tốt cho anh. Đó là chướng ngại thật sự. Nhưng nếu anh yêu thương một người nào đó và cô gái đó yêu thương anh, thì đó là mối liên hệ thiêng liêng. Tình dục không tốt, nhưng tình yêu thì tốt. Ân ái khác với quan hệ tình dục. Anh hiểu ý tôi nói không? Dạ hiểu. Cho nên, yêu thương một cô gái khác với tán tỉnh, đùa cợt, hoặc làm phân tâm sức chú ý quý báu của mình. Nếu anh thích một cô gái, hoặc có lẽ cảm thấy cô ấy thật sự là tiếp người của mình, vậy thì anh tìm cách bày tỏ tình cảm của mình với cô ấy, và nếu cô ấy cũng yêu anh, thế thì tốt. Có mối liên hệ như vậy thì được. Khi hai người yêu nhau, họ phát sinh quan hệ nam nữ, điều đó gọi là ân ái, vậy thì không sao, anh hiểu không? Dạ hiểu. Nhưng nếu anh chỉ lợi dụng thân thể của người nữ, hoặc tán tỉnh đùa cợt, phí phạm năng lượng và sức tập trung của mình, đó mới là chướng ngại thật sự.
Bây giờ anh hiểu chưa? Dạ, con hiểu. Rồi, và nếu có ai yêu thương anh, thì anh chia sẻ tình yêu và tiếp xúc với cô ấy thì không sao. Nhưng đừng đùa cợt lung tung và lúc nào cũng nhìn quanh quẩn để tìm phụ nữ. Điều đó, dĩ nhiên, sẽ có hại cho sự tập trung của anh, hiểu không? Dạ, con hiểu. Và một điều nữa con xin hỏi là khi con thiền hoặc cầu nguyện với sư phụ, con có thể gọi ngài là mẹ không? Dĩ nhiên là được. Cảm ơn sư phụ rất nhiều. Nhưng như thế sẽ làm tôi cảm thấy thật già. Tưởng đâu anh sẽ gọi tôi là bạn gái chứ. Tôi sẽ thích hơn. Dù tôi rất vinh hạnh có một cậu con trai trẻ như thế. Thưa sư phụ, nhân cơ hội này, con xin cảm tạ Ngài đã cứu con. Con nghĩ từ khi thọ tâm ấn, cuộc đời con đã thay đổi 180 độ. Mọi sự đều tuyệt vời. Con không có gì phàn nàn cả, nhưng lần này con xin hỏi một câu riêng tư. Con làm quản lý cho một công ty, và con quản lý các nhân viên. Con thường dằn co trong lòng khi con phải thi hành kỷ luật hoặc sa thải nhân viên. Điều đó rất khó vì con đi trên đường đạo này và con rất nhạy cảm. Phải. Có những lúc khi đi về nhà con cảm thấy tội lỗi hả? Chán ghét công việc này hoặc muốn bỏ việc, nhưng con có gia đình và công việc này trả lương hậu hỷ và con dằn co vật lộn trong lòng. Hoặc đôi lúc thậm chí chán ngán liên hệ đến thế giới này. Con chỉ muốn biệt lập và... Tôi hiểu. Hầu hết những người ở trong cương vị lãnh đạo, họ đều cảm thấy như thế. Bởi vì dù là làm gì, anh cũng không cảm thấy đúng. Một là anh phục vụ cho công ty theo cách thức có lợi ích chung cho mọi người, hoặc là anh phải nghĩ tới người nhân viên nhỏ bé đáng thương, những chuyện như vậy. Vậy thì hãy cố gắng giữ cân bằng, như là khoan dung hơn đối với nhân viên, cho họ thêm cảnh báo. Bình thường, có lẽ anh cảnh báo họ một, hai lần rồi anh mới đuổi họ. Lần này, anh hãy cho họ thêm một cảnh báo nữa. Anh hãy nói, này, đây là lần cuối cùng. Cảnh báo lần thứ ba, nếu không biết tự kỷ luật mình, thì với cương vị quản lý, tôi sẽ đành phải sa thải anh. Vậy ha? Như vậy, anh cũng thi hành theo kiểu trung đạo. Vì ít ra anh biết rằng mình đã cố gắng hết sức và đã cho họ rất nhiều cơ hội rồi. Và rồi như vậy, anh cũng phục vụ tốt cho công ty, cảm thấy mình có trách nhiệm và có thể giữ cả công việc lẫn lương tâm của mình, đồng thời giúp người nhân viên vô minh đáng thương kia hiểu được nỗi khổ của anh. Nói với họ rằng anh không muốn sa thải họ chút nào. Đó là lý do anh phải cảnh báo họ nhiều lần và bảo họ ráng giúp anh giữ họ lại. Như thế, họ hiểu rằng anh hợp tác làm việc với họ thay vì chống đối họ. Họ sẽ cảm thấy rằng anh đứng về phía họ. Anh hãy dành thêm thời gian giải thích cho họ biết tại sao việc họ đang làm gây tai hại cho họ và tạo khó khăn cho anh. Như thế, họ cảm thấy là anh đang cố gắng giúp họ. Rồi họ sẽ hợp tác. Nếu sau cùng họ vẫn không làm, thì anh sa thải họ thôi, được chứ? Vì anh cũng phải làm công việc của mình. Anh là giám đốc, anh được trả lương để phục vụ công ty. Vậy nên hãy giải thích cho họ hiểu, được chứ? Vậy được không? Cảm ơn sư phụ về mọi việc, không có chi. Kính thưa sư phụ, con có hai câu hỏi. Câu thứ nhất là khi thiền quán âm, đôi khi con bỗng nhiên cảm thấy rất khó chịu, bị phân tâm và toàn thân nóng bừng. Vì thế con không tiếp tục được nữa. Tình trạng này xảy ra khá thường xuyên và con không biết phải làm gì. Khắc phục nó và tiếp tục thiền. Và hãy can đảm, không lâu cảm giác đó sẽ hết. Vì nếu cô thoái bước, nó sẽ tiến tới. Nếu cô tiến tới, nó sẽ thoái lui, được chứ? Dạ được. Đây là chướng ngại bên trong. Nó không muốn chúng ta tu hành, cho nên mình phải khắc phục nó. Dạ, câu hỏi thứ hai của con là làm sao giải quyết những lúc con thiếu tự tin. Con thường thiếu tự tin trong nhiều việc. Làm sao con xử lý với vấn đề như vậy? Có lẽ vì cô không thực hiện được những việc cô muốn làm, rồi cảm thấy thất vọng. Sau khi cô về nhà, hãy thay đổi phương pháp. Mỗi ngày, cô làm một việc mà cô biết mình sẽ thực hiện được.
Rồi làm việc đó trước, kế tiếp. Cô làm một việc khó hơn. Khi đã làm được rồi, sự tự tin của cô sẽ tăng trưởng. Sau đó, cô làm những việc khó hơn nữa. Bắt đầu từ những việc nhỏ, rồi tiếp tục với những việc lớn hơn. Đừng cố giải quyết những vấn đề lớn ngay lập tức. Nếu gắn quá sức, cô sẽ thất vọng. Rồi khi thất bại, cô sẽ càng thiếu tự tin hơn nữa. Đi từng bước một. Cảm ơn sư phụ. Có một phương pháp, một bí quyết chỉ có thế thôi. Chúng ta nên biết mình, biết người. Xin chào sư phụ. Con đã thọ tâm ấn 5 năm rồi. Có nhiều phép lạ xảy ra trong đời con. Mỗi ngày con đều tràn đầy pháp hỷ. Con có thỉnh 5 tranh vẽ của sư phụ. Một trong số đó có tên là Mộng Bình Thường. Con treo nó trong phòng ngủ. Vào mùa hè, các cây trở thành cây sống. Và ngọn gió mát bắt đầu thổi, con không cần mở máy điều hòa không khí. Khi con dùng tay sờ vào tranh vẽ, con cảm thấy như là cái cây thật. Cảm thấy nó mát và có mấy cành cây, tôi hiểu từ tranh vẽ đó một cây thật mọc lên. Dạ, ồ hay vậy. Chỉ vì con treo tấm tranh mộng bình thường của sư phụ và trong tranh vẽ đó có một cái bình hoa, hiểu. Có hoa trong đó, tôi vẽ một cái cây trong đó. Có hoa và lá, rồi dạ. Cái cây sống vậy hả? Lạ thật. Đừng nói ra nếu không mọi người sẽ đến nhà cô lấy trộm đó. Con e rằng mình đang nằm mơ, nhưng khi con dùng tay sờ, thì chúng là lá thật. Thật là lạ. Con thắc mắc tại sao trong phòng lại có cây. Nên con sờ nó lần nữa, rồi con sờ thấy cái tường và tranh vẽ của sư phụ, thế là con bật đèn lên, không có gì cả. Biến mất hả? Dạ phải. Có lẽ cô bị ảo giác chăng? Nhưng căn phòng cảm giác rất mát, tôi biết đó không phải ảo giác. Khi đẳng cấp được thăng hoa, mình sẽ thể nghiệm những điều thật. Nếu bỗng nhiên mình hoài nghi hoặc động tâm thì sẽ bị rớt xuống thế giới vật chất này trở lại. Khi sờ vào thì nó là cây thật, khi sờ thì là cây thật. Nhưng đôi lúc con có thể sờ nó khi không phải đang mơ. Con sờ cây thật mà, tôi biết, nó là thật. Chỉ là khi cô hoài nghi, khi động tâm thì cô rớt xuống trở lại, rồi cô không thấy nó được nữa. Còn nữa, sư phụ, con xin lỗi, con xin hỏi ngài, dạy cho con cách liên lạc với những người ngoại tinh, vì con thường thấy họ. Con thấy những chúng sinh khác từ vũ trụ. Có lần con thấy họ khi không ngủ hay thiền gì cả, con thấy họ ngay trước mặt con, khoảng 5-6 người, 2 người lớn và 3 trẻ em. Họ không cười, nhưng con cười với họ. Lần thứ hai, xảy ra vào năm nay. Người ngoại tinh, lần thứ hai xảy ra vào tháng 10 năm nay. Nó xảy ra khi con nằm mơ, có một giọng nói lớn, to như tiếng chuông lớn, đến từ phía bên trên, nói là tôi yêu cô, một giọng nói rất lớn và in tai. Lúc thức giấc, con thấy hai người ngoại tinh, một người cười với con, người kia thì không. Nhưng nụ cười của họ không đẹp lắm. Nhưng vì sư phụ nói, vạn vật đồng nhất thể, nên con rất muốn nói chuyện với họ, nhưng con không biết cách. Cô hỏi xem họ có muốn nói chuyện với cô không? Không thể ép buộc họ. Vậy hỏi họ trước là có muốn nói chuyện với con không ạ? Ừ. Dạ. Lỡ họ không muốn nói chuyện với con thì sao ạ? Nếu họ không muốn thì thôi. Con có thể nói, sư phụ của tôi bảo tôi hỏi quý vị được không ạ? Nếu họ muốn, họ sẽ nói chuyện với cô. Có thể nói chuyện được không ạ? Được. Con hiểu rồi, cảm ơn ngài. Không có chi. Thưa sư phụ, con xin nói điều này, nhưng con xin sư phụ cho ý kiến hiểu biết của ngài. Như là con cảm thấy mình bắt đầu con đường tu hành này, và đây là con đường rất khó. Nhưng đồng thời, nó cũng rất đáng để theo. Nó đã đưa con đến một thế giới khác. Con cảm thấy như mình ở trong một chiều không gian hoàn toàn khác, giống như một thế giới tình thương. Con cảm thấy rất nhiều tình thương chung quanh và bên trong mình. Và con muốn truyền tải tình thương này tới những người chung quanh.
nhưng đôi lúc rất khó khăn. Con bị hiểu lầm và cũng phải đối diện với khó khăn. Về phương diện đó, nhất là đối với người khác phái, với người cùng phái dễ hơn, dạ dễ hơn, nhưng với người khác phái thì rất khó. Con xin nói, ngay cả tuổi tác cũng không là gì cả, ngã chất của đàn ông. Vâng, cho đến nay con không sao. Nhưng đôi lúc con tự hỏi, con không biết nó sẽ đưa mình đến đâu, bởi vì con rất cởi mở về cảm nghĩ của mình đối với người khác. Và trong văn hóa dân tộc con, phụ nữ khá kín đáo. Và cả đời con cũng như vậy. Nhưng bỗng nhiên, con lại cởi mở, nói lên những điều dễ nghe và có những lời bình tử tế. Đôi lúc, người ta không hiểu, họ ngạc nhiên. Dạ, không sao. Làm việc gì mà cô thấy vui là được, dù sao cô không thể sống theo ý kiến của người khác, hiểu không? Cô phải làm những việc làm mình cảm thấy vui. Nhưng còn một điều khác nữa là con gặp khó khăn đối phó với việc đó. Đó là khi có người nào đó bày tỏ cảm giác của họ, vì con biết họ không phải bị con thu hút, mà họ bị thu hút vào lực lượng tình thương. Phải, nhưng họ không biết, vậy thì sao? Thế thì con giải thích ra sao? Cô gặp phiền phức phải không? Dạ phải, không sao, đừng để ý đến. Nếu cô đã lập gia đình rồi thì đừng để ý tới. Nếu cô chưa kết hôn thì có lẽ ráng tỏ ra chú ý đến họ. Dạ, tùy cô thôi nha. Nói với họ rằng cô đã kết hôn là xong và tìm cách hướng dẫn họ hiểu con đường tu hành này. Phải, thế thôi, ok, không hại gì. Dạ, cảm ơn sư phụ. Không hại gì khi có người nào đó yêu thương mình. Tôi có rất nhiều người thương tôi bên đây. Đâu có vấn đề gì. Đừng đụng đến thân thể. Chỉ nói với họ rằng tất cả chúng ta đều có tình thương bên trong và càng phát triển bên trong thì mình càng thu hút đủ mọi kiểu người. Dạ, cảm ơn sư phụ. Phải, đây là nhân duyên. Cũng là cơ hội để cô giúp người đó. Bất cứ ai đến với cô, hãy cố gắng tặng họ một món quà. Món quà tâm linh. Nếu họ nhận thì tốt. Nếu không nhận thì cũng tốt. Trong khi đó, hãy chung thủy với chồng của cô. Thưa sư phụ, con muốn thương Ngài với tất cả tấm lòng, với tất cả đầu óc, với cả trái tim và linh hồn con. Nhưng đồng thời con cũng thấy thương một vài người khác nữa. Vậy có bình thường không ạ? Dĩ nhiên, trái tim cô rất lớn. Có điều là con không muốn kiểu phấn đấu đó trong lòng con. Không, đừng phấn đấu. Nếu cô thương một người đàn ông thì cứ thương, còn tôi là khác. Nhưng con chỉ muốn dâng trọn tình thương của con cho Ngài. Có hết lòng mà, không sao đâu. Con không muốn có bất cứ kiểu nào khác. Cô có thể vừa thương tôi, vừa thương bạn trai của cô. Bị phân tâm, được mà, không phân tâm đâu. Tôi có thể thương cả hai quý vị. Con không biết làm sao để đối phó với kiểu gì? Cảm giác. Tại sao không? Con chỉ muốn có vấn đề gì? Tại sao cả hai người không cùng thương tôi? Rất đơn giản, phải không? Nhìn đây, Thượng Đế không muốn cô sống cô đơn hay có khó khăn trong tâm. Thượng Đế muốn cô hạnh phúc. Cho nên nếu cô yêu thương ai và người đó cũng thương yêu cô và điều đó làm cho cô và anh ta hạnh phúc thì Thượng Đế cũng vui vẻ. Được chứ? Nhưng con không biết làm sao mới tự nhiên, mới bình thường. Cứ làm theo cách cô làm. Như thể tôi không hiện hữu. Dù sao, cô sẽ quên tôi. Cô sẽ không bao giờ ngưng thương tôi, cho dù cô có mối tình với một người đàn ông. Cô sẽ không bao giờ ngừng thương tôi. Tôi không lo sợ điều đó. Sao cô lại sợ? Con chỉ muốn thương sư phụ thôi. Chắc chắn cô thương tôi với cả tấm lòng.
Cô không thể nào không thương và chỉ muốn thương mình Ngài và không ai khác. Đó là loại tình thương khác, biết không? Chúng ta có cơ hội thiêng liêng và cô có mối quan hệ với một người khác. Nó là một loại tình thương khác, cũng như cô có một cậu con trai và một cô con gái và cô thương họ, nhưng cùng lúc cô cũng thương tôi và thương Thượng Đế. Không có gì sai với điều đó cả. Tôi không phải là minh sư ganh tị. Tôi muốn cô hạnh phúc. Cảm ơn sư phụ. Vậy cứ thoải mái, muốn thương anh ta bao nhiêu thì thương. Lúc nào tôi cũng ở cạnh cô. Tôi luôn đứng bên cạnh. Cảm ơn sư phụ. Được rồi ha. À, nếu cô vui thì tôi vui. Đừng lo, cứ thư giãn, thoải mái, đừng vật lộn trong đầu nữa. Như thế, cô sẽ làm hỏng mối quan hệ của cô. Hiểu không? Cứ vui đi. Thưa sư phụ, con có hai câu hỏi. Câu thứ nhất là sau khi tạo tâm ấn, sư phụ đã gánh nghiệp chướng từ tiền kiếp của chúng con để khi chết, chúng con không phải trả nghiệp quá khứ nữa. Nhưng con có câu hỏi, thói quen hoặc hành vi xấu quá khứ từ đời đời kiếp kiếp có ảnh hưởng gì đến chúng con bây giờ không? Có, nhưng ảnh hưởng đó đã được giảm bớt rất nhiều hơn nữa. Đây chỉ là vấn đề của đầu óc. Không thể ngăn chặn lực lượng của minh sư giúp đỡ linh hồn quý vị. Đây chỉ là chuyện nhỏ. Thưa sư phụ, từ khi tạo tâm ấn, con khám phá ra rằng trước đây con đã làm rất nhiều chuyện sai trái, nhất là có ít lòng từ bi đối với người khác. Nhưng đến bây giờ con mới biết, nhất là ở nơi làm việc, đôi khi vì muốn đạt được mục tiêu mà con cảm thấy mình nên làm, con sẽ rất chú tâm, nhưng vô tình còn chẳng để ý đến cảm giác của các bạn đồng nghiệp khác. Có lúc họ khá nghiêm khắc với học sinh và con cảm thấy bất đồng với điều họ làm, nhưng cùng lúc đó con lại cảm thấy mình nên có lòng từ bi hơn. Xin sư phụ khai sáng cho con làm sao để trưởng dưỡng lòng từ bi và tình thương để con có thể làm nhiều việc đúng hơn ở công sở. Nếu tiếp tục tu hành, tự nhiên chúng ta sẽ từ bi hơn, không có quy tắc gì cả. Thật ra, nếu mình không tu hành, cho dù chúng ta muốn từ bi cũng rất khó. Khi tu hành thì tự nhiên lòng từ bi của mình sẽ phát triển. Nhưng đôi khi, vì lòng từ bi dần dần phát triển, mình không để ý thấy. Không sao đâu. Cứ tiếp tục cố gắng. Làm hết sức mình. Hello, Master. Xin chào sư phụ. Không biết Ngài còn nhớ kỳ bế quan năm ngoái tại Washington, D.C. Sư phụ có rất nhiều đồng tu người Lào. Sư phụ nhớ không ạ? Lào, nhớ. Dạ, con là một trong số họ. Và con nhớ một đồng tu thỉnh mời sư phụ đến quốc gia của chúng con. Và sư phụ nói, không, quý vị cứ tới đó truyền bá tin lành trước đã. Thì cách đây vài tháng, cha con, cô con và anh con và con đã có cơ hội tới đó. Và chúng con nói với họ về sư phụ và họ rất cảm động. Rồi chúng con tặng họ hình sư phụ và đủ thứ. Và họ như là rất cảm động. Trước khi khởi hành, chúng con không hề nói với họ là chúng con sẽ đến. Thế mà họ có chim bao thấy bốn người mặc y phục trắng đến đó giúp họ và tặng họ đủ thứ kẹo và thức ăn. Và vì thế, con cảm thấy như một trong những sứ mạng trong đời con đã được hoàn tất. Nhưng câu hỏi của con là vì rất khó khăn để đưa người đến đó hay tổ chức tâm ấn, vậy xin sư phụ ban cho họ ân điển của Ngài và chăm nom cho gia đình và bạn bè con ở đó được không? Tôi sẽ cầu nguyện Thượng Đế gia trì cho họ. Dạ, cảm ơn sư phụ. Không có chi. Thưa sư phụ, khi thiền ánh sáng và âm thanh con đều có thể nghiệm, nhưng con không có loại thể nghiệm rất thần kỳ đó. Hai ngày nay khi con nghe sư phụ thuyết giảng, đôi lúc con rơi vào trạng thái thiền và có cảm giác như sư phụ đang giảng cho chúng con nghe ở trên mây vậy. Và hình như chúng con cũng nghe sư phụ ở trên mây luôn. Đôi khi con từ trên mây đi xuống, con không biết đây có phải là do con hoán tưởng hay là sự thật. Con nghĩ sao, thưa sư phụ? Vì con chưa bao giờ có những thể nghiệm thần kỳ như những đồng tu khác, ngoại trừ trong mơ. Cái đó không thần kỳ sao? Con cảm thấy rất thoải mái. Thoải mái thì tốt rồi. Cảm ơn sư phụ. Đó là thật, là thật. Dạ, cảm ơn sư phụ. Không có chi. Vậy thôi hả?
Nếu không còn câu hỏi nào thì đi ăn thôi. Ok. Quá giờ rồi, đi ăn nào. Lát nữa trở lại được không? Rồi, có câu hỏi nào không? Thưa sư phụ, trước hết xin cảm ơn sư phụ cho con cơ hội được thọ tâm ấn. Con vô cùng cảm kích. Xin cảm ơn sư phụ đã dẫn dắt con tới một khởi đầu mới trong đời. Con có một vấn đề rất khó kiểm soát. Từ thuở nhỏ, con đã có vấn đề là rất hay tưởng tượng. Khi ý nghĩ của con bay ra, thì rất khó mà thu trở lại. Nhưng bây giờ khi con thiền, tư tưởng của con cũng chạy lung tung. Chỉ có một ý nghĩ hay là tất cả ý nghĩ. Một số người có một vấn đề cố định và ngày nào họ cũng nghĩ về điều đó. Ồ, con thì không như vậy, không hả? Tất cả ý nghĩ hả? Tôi biết rồi, chỉ lờ đi thôi. Đầu óc chúng ta đầy tạp niệm, ai cũng vậy. Ngay cả khi thiền, có khi còn tưởng tượng đang nói chuyện với sư phụ. Cũng không sao. Thì bất cứ gì sư phụ hỏi con sẽ trả lời và con sẽ hỏi sư phụ cũng không sao hết, vui mà. Điều này bình thường phải không ạ? Bình thường. Còn tốt hơn là nói chuyện với chồng cô. Nói chuyện với ổng một lúc là sẽ có tranh cãi, nói chuyện với tôi thì không như vậy. Dạ đúng, sẽ không có, và những câu trả lời rất hay, rất tĩnh lặng. Dạ đúng vậy, rất vui vẻ, phải rất vui vẻ. Đồng thời nhiều vấn đề có thể được giải quyết. Nhưng đây là tưởng tượng của con đúng không ạ? Con luôn luôn tưởng tượng như vậy. Tưởng tượng hay không tưởng tượng, ai mà bận tâm? Miễn cô vui là được rồi. Cho nên ngay cả khi câu hỏi của con bây giờ là trong lúc thiền con không thể tập trung, khi đó cứ liên tục suy nghĩ, không sao, đó là cách tập trung của cô. Cô cũng nghĩ đến sư phụ mà. Dạ, đó là cách hai chúng ta đối đáp, cũng là một hình thức tập trung. Dạ, cảm ơn sư phụ. Chỉ làm những gì cô làm, sau một lúc có lẽ sẽ có một cách khác để tập trung. Ngoài ra con có một câu hỏi nhỏ, nhiều khi con lười. Ý cô là gì? Dạ, con rất lười nhé. Ồ, cả hai chúng ta giống nhau. Con cảm thấy con cần có rất nhiều nỗ lực để kiểm soát sự lười biếng này, hoặc để khích lệ bản thân, hay là lười thiền, hay là lười làm việc. Con cảm thấy con lười cả hai. Không sao, cố gắng hết sức mình vậy ha. Nếu không làm được thì bỏ xuống. Nếu có thể thì hãy vùng dậy. Dạ, cứ kệ nó ạ. Để thuận theo tự nhiên. Tuy nhiên, khi nào tới giờ đi làm thì cần phải thức dậy đi làm. Lười biếng thì sẽ mất việc, ảnh hưởng tới cuộc sống của mình thôi. Bằng không chẳng ai quan tâm đâu. Dạ, vô cùng cảm ơn sư phụ. Xin cảm ơn ngài lần nữa. Vô cùng không có chi. Kính thưa sư phụ, sau khi tạo tâm ấn, chắc chắn đời con có rất nhiều thay đổi. Con xin cảm ơn sư phụ rất nhiều. Nhưng con có một cảm giác, từ khi tạo tâm ấn đến giờ, ngày nào con cũng đọc rất nhiều sách của sư phụ và nghe nhiều băng sư phụ. Ngay cả ở nơi làm việc, con liên tục nghe băng tán Phật của sư phụ, nhưng con vẫn cảm thấy chưa đủ. Không biết là con có tham quá hay không. Xin ngài cho con lời khuyên. Tâm con thì sốt sắng, và dường như đối với con thì công việc càng ngày càng, mặc dù con biết công việc rất quan trọng, nhưng con cảm thấy ước muốn theo sư phụ về nhà rất mạnh mẽ. Cảm giác đó mạnh mẽ tới nỗi con cảm thấy mình chưa làm đủ. Không sao, rất bình thường.
Món gì đó ngon miệng thì càng ăn chúng ta càng muốn thêm. Không phải tham đâu. Đồng thời tham chân lý thì không sao. Bởi vì đó là bản tánh của mình. Vì mình không có đủ nên mới muốn thêm. Không sao hết. Cảm ơn sư phụ. Không có gì. Kính thưa sư phụ, gặp được ngài con rất cảm động. Con không có câu hỏi nào hết. Chỉ là con có rất nhiều lần đầu tiên trăm thứ cảm xúc xuất hiện và có rất nhiều điều muốn nói. Ở Trung Hoa Đại Lục, có nhiều người muốn đạt được chân lý và nhiều người muốn học Đại Pháp này. Người dân Đại Lục chúng con cũng rất khát khao được giải thoát. Chúng con chắc chắn cũng sẽ được giải thoát. Không thể nào đại gia đình Quán Âm của chúng ta lại không bao gồm người Hoa với dân số 1,2 tỷ người trên toàn thế giới. Tốt, tốt. Tôi hiểu lòng thành của anh. Đây không phải là lời nói đùa, bởi vì chính bản thân anh đã trải nghiệm những ước muốn của họ và họ làm anh cảm động. Những gì anh nói là cảm nhận từ trong tâm. Nhưng những người này họ không hiểu anh nói gì. Họ nghĩ anh quá lãng mạn. Tôi biết có một số người họ nghĩ như vậy. Đó là vì ở đó họ có quá nhiều tự do. Họ không nghe tất cả những gì tôi nói. Cảm ơn anh. Cảm ơn quý vị đến thăm. Kính chào sư phụ, con cũng là đồng tu mới tâm ấn. Con có vài câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là sư phụ nói rằng Thượng Đế tạo ra thế giới chúng ta. Vậy thì ai tạo ra Thượng Đế ạ? Cô phải hỏi Thượng Đế chứ. Vậy con sẽ đợi tới khi con tu hành giỏi rồi hỏi Ngài. Hỏi Thượng Đế trong lúc thiền á. Khi bắt gặp Thượng Đế thì hỏi Ngài này, Ngài từ đâu tới vậy? Thượng Đế ơi, Ngài từ đâu tới? Vậy ha? Dạ. Ngài không đến mà cũng không đi. Ngài tự nhiên hiện hữu. Dạ, Thượng Đế ở đó rồi sao? Thượng Đế ở đây với cô. Dạ, cảm ơn sư phụ. Không có gì. Kính chào sư phụ, con xin hỏi một câu. Khi con nghĩ những gì khẳng định, thì lực lượng phủ định cũng tới theo. Đồng thời, nhiều khi rất khó để kiểm soát lực lượng phủ định này. Con xin hỏi sư phụ, trường hợp này phải làm sao? Rất khó nhưng không phải là không thể. Dạ, rất khó. Trước khi tạo tâm ấn, hiện tượng hoặc tình trạng này rất thông thường. Sau khi tạo tâm ấn, tình hình này khá hơn một chút, nhưng đôi khi lực lượng phủ định vẫn còn quá khó kiểm soát. Chẳng hạn như loại nào? Chẳng hạn như khi con nghĩ về Đức Phật thì có một vài lực phủ định tấn công Phật. Lực tấn công Phật. Dạ. Anh không tấn công được Phật đâu, cho nên đừng mơ tưởng điều đó. Không sao hết, đầu óc chúng ta hay nghĩ ngợi lung tung, đừng quan tâm vậy nhé. Dạ, kiểm soát được thì cố gắng hết sức để kiểm soát, không thể kiểm soát thì cứ mặc kệ nó. Dạ, cảm ơn sư phụ. Mình làm công chuyện của mình, niệm năm hồng danh và thiền nhé. Dạ, cảm ơn sư phụ. Nếu trong tâm quá ồn ào thì mở bàn tán Phật hoặc bàn thuyết giảng của tôi, vân vân. Để đầu óc anh thoải mái một chút. Ok. Dạ, cảm ơn sư phụ. Khó mà tránh được. Tôi cũng hiểu. Cái gọi là Phật mà anh tin đó chỉ là định kiến trong đầu anh thôi. Anh có định luật cố định trong đầu mình. Anh nghĩ Phật phải là như thế này thế nọ. Bây giờ là thế kỷ 20 rồi. Phật thời nay phải khác chứ. Nhưng vì Phật khác này không hợp với cái khung cố định của anh. Thế rồi anh bắt đầu hoài nghi một chút. Không sao. Miễn sao anh vẫn thiền là được rồi. Sau này anh có thể chứng minh kết quả cho chính mình biết. Anh không cần phải tin tôi. Chỉ tin vào giáo lý, bởi vì tôi không dạy điều gì xấu cả. Anh theo giáo lý là được rồi.
rồi thiền. Kết quả sẽ tự chứng minh. Không sao, tha thứ cho chính mình, tôi tha thứ cho anh. Anh không phải là người đầu tiên. Nhiều người cũng đã vật vã như vậy, không quan trọng. Chúng ta tu hành tự tại mà. Phật tăng thời không giống. Tất cả chúng sinh đều giống nhau. Anh thấy khi Đức Phật còn tại thế, Ngài cũng có nhiều vấn đề. Nhiều người không thể tu hành và nhiều người công kích phỉ báng Ngài. Bây giờ cũng khó cho chúng ta tu hành pháp môn Quán Âm. Cho nên anh thấy đó, nếu Đức Phật trở lại vào thời đại này, Ngài cũng phải thay đổi. Ngài phải thay đổi theo thời đại mới cứu độ được chúng sinh. Anh thấy chúng sinh vẫn còn vô minh. Bất cứ gì tệ hại mà họ làm với người tu hành trước đây để đàn áp mấy người này, thì họ vẫn tiếp tục làm như vậy để đàn áp với người tu hành, đúng không? Không có tiến bộ bao nhiêu, nhưng Phật cần tiến bộ. Phật thời nay cần phải tay này cầm bộ đàm, tay kia cầm điện thoại di động. Trong khi tay này cần cầm tờ phát, thì tay kia cần kiểm tra điện thư, hiểu không? Trong khi nói tiếng Anh với một nhóm này thì Ngài cần nói tiếng Tây Ban Nha với nhóm kia. Tôi xin lỗi nha. Phật của anh lỗi thời rồi. Và Ngài không thể ngồi vị trí này được nữa, nên tôi thay cho Ngài, được không? Anh không thích hình dáng của tôi sao? Rất dễ thương mà. Nhìn một vị Phật đẹp thì vui mắt chứ. Tại sao Phật lại phải xấu xí? Tại sao Phật lại phải thế này thế kia, hoặc phải đi bộ chân không? Lỡ chân đau thì làm sao? Chân đau thì làm sao Ngài có thể chạy tới đây? Không có tiền, làm sao Ngài có thể đi máy bay tới gặp quý vị? Nếu quý vị không có đủ tiền, thậm chí còn phải mượn tiền nữa, thì làm sao có thể trả cho tôi đi máy bay và ở khách sạn? Anh trả nổi cho tôi không? Tôi chỉ tới một tuần, anh trả nổi không? Vậy hãy thôi mơ mộng đi. Cách tôi làm là đúng rồi. Đừng có nghi ngờ. Khi con thiền Quán Âm Thanh, theo lời chỉ dạy của sư phụ và nghe âm thanh thì có cảm giác tẩy rửa trong đầu óc. Cảm thấy rất dễ chịu phải không? Dạ phải, đúng rồi, như vậy có bình thường không ạ? Bình thường. Chứ anh muốn khó chịu sao? Con không bị khó chịu, con cảm thấy rất dễ chịu thì tốt. Ban đầu con cảm thấy như bị kẹt, bây giờ tất cả đều được tẩy rửa sạch. Được, có nghĩa là anh đã tu hành đúng cách. Cũng có nghĩa là tôi đã nói sự thật. Và câu hỏi thứ hai của con là khi qua đời, mình rời khỏi từ trên đỉnh đầu hay là qua mắt trí huệ đi ra phía trước? Từ đỉnh đầu, rời khỏi từ đỉnh đầu, đúng vậy, cảm ơn sư phụ. Linh hồn nó không quan trọng đi ra từ chỗ nào, linh hồn tự do muốn đi chỗ nào thì đi. Tuy nhiên mắt trí huệ là nơi chúng ta tập trung để có thể đạt được trí huệ của riêng mình. Đó được gọi là tổng hành dinh. Linh hồn không cần phải rời hoặc đi. Đây là cách chúng ta diễn tả bằng ngôn ngữ thôi. Dạ. Nhưng nó đã bị đầu óc kiểm soát. Khi nó còn ở trong thân thể, nếu linh hồn muốn đi ra thì nó đi qua nơi đây hay là nơi đó. Đối với linh hồn thì giống nhau, miễn là linh hồn tự do. Dạ, cảm ơn sư phụ. Con ao ước được gặp sư phụ đã 10 năm qua. Cuối cùng hôm nay con cũng đến bên cạnh sư phụ và nhận gia trì từ sư phụ. Con rất biết ơn sư phụ. Con có hai câu hỏi chính xin hỏi Ngài. Câu hỏi đầu tiên là về công việc của con. Con làm trong ngành y. Con làm về vật lý trị liệu. Khi giúp bệnh nhân, trong lúc trị liệu, con thường thấy những vấn đề nhân quả của họ. Con có thể tiếp tục làm công việc này không? Dùng y dược. Dạ, vật lý trị liệu. Không sao. Con có thể thấy nhân quả gây ra bệnh tình của họ.
có thể thấy hả? Dạ. Thế còn cách trị liệu? Trong khi con trị liệu cho bệnh nhân, con có thể thấy nghiệp quả nào đã gây ra bệnh tình của họ? Cái đó không sao, không sao ạ. Nó tự nhiên tới, không phải cô cố tình. Nhưng vì con biết, con có thể nói cho bệnh nhân biết được không? Muốn nói cũng được. Nhiều khi con có thể thấy nhân quả của họ rất rõ ràng. Nhưng con bị giằng co rất nhiều, con tự hỏi không biết có nên thôi công việc này. Con chưa có việc mới. Con có giằng co ở chỗ là nó có ảnh hưởng gì tới sự tu hành của cô không? Khi quá mệt mỏi, con thiền Quán Âm thì có thể tẩy rửa đi. Ok, vậy thì không sao. Nếu cô thật sự không thoải mái, thì có thể tìm việc khác. Dạ, cảm ơn sư phụ. Về chuyện nhân quả, chỉ khi cô thật sự cảm thấy thoải mái thì mới nói cho họ biết, nếu không cô không cần phải nói. Con có nên khuyên họ hãy ăn thuần chay và tu hành được không? Được, được. Nếu họ nghe theo thì tốt, hầu như lần nào con cũng bảo họ hãy ăn thuần chay và tu hành để tẩy rửa nghiệp chướng của họ. Đúng vậy, để giảm nghiệp cho họ. Đây cũng là một điều tốt. Dạ, cảm ơn sư phụ. Thứ nhất, quý vị nên đặt câu hỏi về tu hành. Thứ nhì, quý vị nên hỏi những câu có thể thăng hoa đời sống và tu hành tiến bộ hơn. Cho nên nếu có câu hỏi khẩn cấp mà sẽ rất hữu ích cho đời sống và sự tu hành của mình thì hỏi ngay. Hãy nói ngắn gọn, đơn giản, rõ ràng. Con xin hỏi về chấn động lực, bởi vì chấn động lực của con thường xảy ra. Điều này có ảnh hưởng gì không ạ? Thân thể cô rung động. Dạ đúng. Nhất là khi thiền Quán Âm phải không? Dạ đúng, không sao. Tiếp tục thiền. Đôi khi nó xảy ra. Không sao. Cứ tiếp tục thiền cho tới khi chấn động đó ngưng lại. Dạ cảm ơn sư phụ, nhưng đừng để ý tới nó. Dù có chấn động hay không, cứ mặc kệ nó. Đừng ngồi đó đợi. Rồi đã 5 phút, vẫn chưa thấy nó ngưng. Dạ cảm ơn sư phụ. Nó tẩy rửa thân thể đó mà. Dạ, cảm ơn sư phụ. Kính chào sư phụ. Một thời gian trước, mỗi khi tiếp xúc với người khác là con cảm thấy mệt mỏi. Nhưng bây giờ con không cảm thấy nữa, có phải vì sự tu hành của con thoái bộ chăng? Tiến bộ chứ. Và đồng thời, tiến bộ mới không mệt. Còn gì nữa không? Dạ, còn nữa, con cảm thấy mẹ con rất cố chấp. Bà rất cố chấp. Con không biết làm sao nói chuyện hòa thuận với mẹ. Con không biết làm sao để giúp mẹ. Bà không tu hành phải không? Dạ, không tu hành. Cô muốn mẹ cô tu hành phải không? Dạ, con hy vọng vậy. Không sao, bà lớn tuổi rồi. Để bà sống cuộc đời của bà. Cô tự lo cho bản thân rồi bà cũng sẽ nhận được công đức. Dạ, mỗi người đều có nghiệp chướng riêng và cách tu hành khác nhau. Nếu bà không muốn tu thì cứ để bà yên. Cô ráng hết sức hiếu thảo, hãy điềm đạm với mẹ càng nhiều càng tốt, rồi để thuận theo tự nhiên. Cô làm bổn phận của mình là được rồi. Dạ, đừng vội cứu độ bà nhé. Bà sẽ tự nhiên theo cô thôi. Dạ, cô chỉ cần thật hiếu thảo và thật ngọt ngào, bà sẽ cảm động. Rồi bà sẽ cảm thấy con gái mình tu pháp môn này thật sự có hiệu quả, con mình trở nên tốt hơn và tiến bộ, mình rất hài lòng với nó. Như vậy, bà sẽ từ từ bắt đầu lắng nghe cô. Dạ. Thưa sư phụ, khi con thiền Quán Quan, con luôn luôn bị căng thẳng ở trên trán. Khi cô thiền hả? Dạ, khi con bắt đầu niệm năm hồng danh, con bị căng thẳng ở đây. À, và nó làm cho con rất phân tâm. Bởi vì nó không ở ngay đây. Tôi hiểu. Con có làm gì sai không ạ? Có lẽ cô tự tạo áp lực cho mình nhiều quá. Chỉ cần thư giãn. Giống như khi cô đang nói chuyện với bạn hoặc với người thân thương. Đừng cố ép đầu óc của mình lại như là ta phải ráng tập trung. Tập trung là một hiện tượng rất tự nhiên. Nó chỉ tới thôi. Cho nên mình chỉ cần ngồi đó. Ráng đừng nghĩ gì khác hết. Nhưng nếu quý vị tự nhiên nghĩ tới thì lờ nó đi. Đừng dùng quá nhiều sức lực. Thì cô sẽ không có loại cảm giác nặng nề này. Cảm ơn sư phụ. Không có chi. Kính chào sư phụ. Con có câu hỏi. Khi con thiền,
Có lúc chưa tới 2 giây là con đã nhập định rồi. Rồi con lao vào một lỗ đen. Lỗ đen này xoáy rất nhanh. Nhanh, đôi khi con chịu không nổi. Và mặt con thường bị méo đi. Những người khác thấy mặt con bị méo đi. Con không biết tình trạng này ảnh hưởng con thế nào. Không sao, ai chịu không nổi, không có người nào cả. Nếu không có ai thì làm sao lại chịu không nổi? Không sao hết. Đồng thời khi con vượt qua lỗ đen thì có ánh sáng rất mạnh. Mắt con cảm thấy rất khó chịu. Đúng. Nhưng cô vẫn cần phải nhìn nó, con không chịu nổi. Chịu nổi chứ, cô vẫn còn đây mà, đúng không? Chịu không nổi là đầu óc mình nghĩ vậy thôi. Ánh sáng càng mạnh càng tốt. Chịu không nổi là vì mình quá quen với sự phủ định rồi. Chúng ta quen với bóng tối, giống như một người bị giam trong tù. Khi được đi ra khỏi bóng tối vào ngày đầu tiên, người ta không để họ nhìn mặt trời ngay lập tức. Người ta cần bịt mắt họ một lát. Chỉ là họ không quen thôi, không phải mặt trời không tốt. Mấy giờ chúng ta sẽ ăn? 11 okay. giờ hả? Được. Vậy hãy nghỉ một lát. Chúng ta nghỉ giải lao. Hãy ngồi xuống. Tôi sẽ đi vòng quanh một lần cho quý vị thấy rồi tôi đi. Từ đây dễ thấy tôi hơn. Quý vị ai cũng tham lam. Khi không nhìn thấy tôi thì nói: sư phụ ơi, con chỉ muốn nhìn một cái. Một cái là đủ rồi. Sau khi nhìn một cái thì nói: thêm một lần nữa được không ạ? Sau khi nhìn một cái nữa, ôi, được nắm tay ngài thì tuyệt biết mấy. Nắm được tay rồi thì ôi, được ôm ngài thì tuyệt hơn nữa. Sau khi ôm xong, ôi, được ngồi bên cạnh sư phụ là tuyệt nhất. Ngày đêm quý vị nài xin mấy thứ tình cảm vật chất đó. Không cần vậy. Người tu hành chúng ta rất vĩ đại, hiểu không? Để dành chút thời gian cho những chúng sinh khác, được nhìn một cái và có pháp môn tốt nhất, đã là tốt lắm rồi. Hiểu không? Ok. Rất nhiều đồng tu không sao thấy được tôi. Quý vị có thể thấy tôi, đã là tốt lắm rồi. Chúng ta cần phải biết mạng túc. Mạng túc. Chà, vẫn còn đông người quá. Có thấy tôi không? Dạ thấy, có thấy à? Tốt, không có chi. Nam chúng tu hành giỏi. Và cũng để dành tiền mà tới đây. Vợ quý vị không kiểm soát ví tiền của quý vị ha. Vợ hiền. Sau khi về nhà hãy hôn vợ thường xuyên hơn. Cảm ơn cô ấy giùm tôi nhé. Cảm ơn các ông chồng, các bà vợ giùm tôi nghe. Họ thông cảm để quý vị tới đây thiền. Dĩ nhiên, rất tốt cho họ, nhưng vẫn phải cảm ơn họ. Họ nghĩ là họ tốt. Chúng ta không bao giờ chia cách, nên không sao cả. Lên thiên đàng vẫn gặp lại mà. Có câu hỏi nào thật sự hay mà nếu không hỏi thì chết đó. Kính thưa sư phụ, khi cha mẹ già họ chịu khổ vì bệnh tật do tuổi già là con cái chúng ta, nên làm gì mới có thể giảm bớt đau khổ cho cha mẹ? Đồng thời chăm sóc họ rất khó khăn, làm sao chúng con có thể giảm bớt đau khổ cho họ? Điều này rất khó. Mỗi người đều có định nghiệp riêng của họ. Định nghiệp khó mà thay đổi. Nhưng nếu mình tu pháp môn Quán Âm, thì có thể thay đổi đôi chút. Nghĩa là nghiệp lớn hóa thành nghiệp nhỏ và nghiệp nhỏ hóa thành không. Người không tu hành thì khó hơn. Họ chỉ có thể mượn một số phước báo qua sự tu hành của con cái họ. Cái đó dĩ nhiên chỉ tốt hơn một chút thôi. Thì anh ráng hết mình để đưa họ tới bác sĩ. Nhưng ngày nay họ không nên chịu đau đớn. Có thuốc chữa bệnh và thuốc giảm đau, cho nên anh ráng hết sức tìm các bác sĩ tốt hơn nha. Dạ, cảm ơn sư phụ. Kính thưa sư phụ, con xin hỏi một câu hỏi. Khoảng 2-3 năm trước, vào một buổi tối, con ở phía trước nhà, ánh trăng sáng rực,
trước nhà con nhìn lên mặt trăng, con biết, đầu con bảo rằng đó là mặt trăng. Nhưng khi con nhìn trăng, thì đó là đóa hoa sen vàng. Con thấy nghi ngờ, nên dụi mắt và nhìn lại lần nữa, vẫn là đóa sen vàng. Vợ con cũng là đồng tu, và cô đứng cạnh con. Con hỏi vợ con, em thấy mặt trăng, là mặt trăng hay là hoa sen vậy? Vợ con nói là cô thấy mặt trăng, nhưng khi con nhìn lần nữa, vẫn là đóa sen. Điều này làm con thắc mắc. Không biết Thượng Đế muốn tiết lộ điều gì cho con chăng? Gì mà thắc mắc? Thấy bông hoa đẹp mà thắc mắc gì? Dạ, bông hoa quá đẹp. Nhưng con không biết Thượng Đế muốn bảo con điều gì. Bảo anh tu hành đó mà. Dạ, cảm ơn sư phụ. Anh chưa nghe câu nói của người Hoa à. Trước khi tu hành, mình thấy trăng là trăng. Khi bắt đầu tu hành, thì không thấy trăng là trăng nữa. Sau khi tu hành một thời gian, thì sẽ thấy trăng là hoa sen. Dạ, cảm ơn sư phụ. Chỉ đùa thôi, không có chuyện đó đâu. Đôi lúc, khi chúng ta có mệnh tu hành, Thượng Đế dùng nhiều cách nhắc nhở để cho mình biết đôi chút hiện tượng khác thường, giúp đầu óc mình thức tỉnh. Đây là một hiện tượng tốt. Tất cả đều là ảo giác. Mặt trăng ở đâu ra? Hoa sen ở đâu ra? Đó là khi chúng ta định nghĩa nó là mặt trăng, thì nó là mặt trăng. Nhưng tất cả những ảo giác này chúng ta đều có thể thay đổi, cho nên khi tỉnh ngộ rồi, chúng ta muốn sáng tạo một cái gì cũng đều được, hiểu không? Kính thưa sư phụ, con có 3 câu hỏi, xin hỏi ngài. Câu đầu tiên là cha con giờ được 72 tuổi, và ông tu theo thiền tông khoảng 30 năm rồi. Ông cũng có đọc nhiều kinh điển của các tôn giáo khác nhau. Khi tọa thiền, ông nhập định như cách sư phụ diễn tả hôm qua. Thưa sư phụ, xin ngài cho con biết là ông có được giải thoát khỏi luân hồi sinh tử hay không? Như vậy chưa đủ. Chưa đủ ạ? Chỉ một chút thể nghiệm thì chưa đủ, nhưng ông sẽ không bị đọa lạc vào bể khổ nữa. Ngoài ra, cô đã thọ tâm ấn. Cô không cần lo lắng nhé. Thưa sư phụ, xin ngài trả lời câu hỏi thứ hai của con là sau khi tọa tâm ấn, nếu chúng con theo giáo lý của sư phụ và thiền định 2 tiếng rưỡi mỗi ngày, thì liệu chúng con có thể đạt đẳng cấp nhập định và không bao giờ rơi trở lại đời sống này? Còn tùy ở cô, xem cô có đủ thời gian hay không. Rồi, câu thứ ba. Dạ, thưa sư phụ, câu hỏi thứ ba là chúng con nên làm gì cho đúng để lợi ích cho tất cả chúng sinh trong các cõi pháp giới và giúp họ thoát ly khổ hải. Tu hành pháp môn Quán Âm sẽ được, cứ tiếp tục tu hành. Chỉ bản thân con tiếp tục tu hành, thì khi nào có lực lượng, tự nhiên mình sẽ biết. Dạ, cảm ơn sư phụ. Không có gì. Sư phụ nói rằng, chúng ta không nên tụng kinh gõ mõ như tín đồ Phật giáo. Chúng ta chỉ nên thiền, ánh sáng và âm thanh là đủ rồi. Nhưng tại sao nơi cho thỉnh kinh sách của sư phụ cũng có băng sư phụ tụng kinh tán Phật? Con không hiểu điều này rõ ràng lắm. Tán Phật không được sao? Dạ, có phải tán Phật được coi là cô thích karaoke hơn phải không? Thế nó không được coi là loại tụng kinh gõ mõ à? Không, nghe nó là mình cảm thấy dễ chịu mà. Dạ, cảm ơn sư phụ. Cũng giống như nghe bài giảng của tôi vậy. Họ cho thỉnh hình tôi, bởi vì tôi là Phật sống. Tôi không bảo quý vị lại Phật gỗ. Nhưng lại Phật sống thì được. Nhưng nó không phải ý tôi đâu, nó đùa thôi. Phật sống cũng đừng lại. Nhưng vì họ thích tôi, khi không thể gặp tận mặt, thì nhìn hình cũng tốt. Giống như khi cô nhớ chồng, khi anh ta đi làm việc xa và không có ở nhà, thỉnh thoảng cô lấy hình anh ta ra nhìn. Như vậy, tình cảm giữa hai vợ chồng không bị thờ ơ hoặc quên lãng, mà nó lại càng thấm thiết và cô lại nhớ anh ta nhiều hơn. Nhớ anh ta, điều đó nhắc nhở cô làm bổn phận người vợ. Cô nhớ phải chung thủy và nhớ những phẩm chất tốt của anh ta, cô càng thương anh ta nhiều hơn. Tình thương giữa hai người càng thấm thiết hơn và gia đình hạnh phúc hơn. Khi họ nhìn hình tôi, không phải họ sùng bái tôi, mà chỉ nhớ rằng sư phụ bảo họ tu hành, phải ăn thuần chay giữ giới.
và làm việc thiện, cái này nhắc nhở họ tu hành. Đó không phải là tôn sùng tôi, hiểu không? Ok. Thưa sư phụ, nhiều khi chúng con thiền tốt, nhưng những lúc khác đột nhiên dường như có rất nhiều áp lực, rồi chúng con muốn kiềm chế loại cảm giác đó để nó không bùng nổ. Dạ, có cách nào tốt hơn để giảm thiểu mấy trường hợp này không? Đó là trong lúc thiền hay trong đời sống hàng ngày? Nhiều khi là trong đời sống hàng ngày. Ồ, hiểu, hiểu rồi, đó là do những vấn đề bên ngoài gây ra. Nếu kiềm chế được thì hãy kiềm chế, nếu không thì giảm chút đỉnh. Chẳng hạn nếu cô muốn la to lên thì chỉ là với giọng nhỏ hơn thì cô sẽ không sao. Nhưng chúng ta ở đây để diễn vai trên thế giới này, đôi khi có lẽ diễn như vậy cũng tốt, không sao. Đừng kìm nén chính mình, làm gì được thì làm nhé. Cảm ơn sư phụ. Nhiều khi không phải kiểm soát hoàn toàn mới tốt, không phải vậy, tự nhiên kiểm soát thì tốt hơn. Dạ con hiểu thưa sư phụ. Không có gì, giống như một đứa con nhiều khi quá hư hỏng hoặc ăn chồng quá tệ hại thì mình không thể ngồi đó như khúc gỗ bất động, đúng không? Thưa sư phụ, khi con thọ tâm ấn, con không thấy ánh sáng, bây giờ đã 5 tháng rồi. Con luôn luôn muốn thấy ánh sáng nhưng vẫn không có, con có nghe âm thanh, nhưng không thấy được ánh sáng. Con phải làm gì ạ? Đừng nghĩ ngợi về nó, tiếp tục thiền, tự nó sẽ tới. Dạ, cảm ơn sư phụ. Đừng nghĩ tới nó, đơn giản chỉ ngồi như thế này và đừng kỳ vọng bất cứ gì. Khi kỳ vọng gì đó thì mình dùng đầu óc quá nhiều rồi, không thể vượt qua đẳng cấp của đầu óc. Hãy thư giãn, thả lỏng như một đứa bé và tự nhủ. Được rồi, nếu tới thì tốt, không tới thì cũng tốt. Hiểu không? Dạ, cảm ơn sư phụ. Cô cũng có thể cầu nguyện. Trước khi thiền, cô cầu thưa sư phụ, con thật sự muốn thấy ánh sáng một lát thôi. Rồi sẽ tốt thôi. Đừng cứ ở đó kỳ vọng. Kỳ vọng rồi nhìn đồng hồ đeo tay và đồng hồ báo thức. Như vậy không tốt. Người kế. Thưa sư phụ, khi thiền, chúng ta có nên nghĩ về điều mình cầu nguyện hay là chỉ để đầu óc trống rỗng? Cô để nó trống rỗng được hả? Thì tôi sẽ bái cô làm thầy. Ý ta nói cô không nên cố ý nghĩ về bất cứ vấn đề gì hoặc những điều thế tục khi thiền. Ráng hết sức không nên rồi. Bây giờ mình rảnh rỗi mình sẽ nghĩ về những điều liên hệ tới chồng mình và làm sao để lo liệu cái này cái kia. Đừng cố ý nghĩ về mấy thứ đó. Tốt nhất là đừng nghĩ gì hết. Nhưng nếu không thể thì cứ lờ đi. Đôi khi, chúng ta không nhập định sâu. Nghĩ thì nghĩ, nhưng ánh sáng vẫn có. Những tạp niệm này chỉ là ảo giác mà thôi. Đừng lo về chuyện đó. Đừng tự trách mình. Dạ, cảm ơn sư phụ. Kính chào sư phụ. Chồng con rất tinh tấn tu hành, anh luôn luôn lo lắng rằng anh không thể về nhà. Con xin hỏi sư phụ, sau khi thọ tâm ấn, chúng ta thật sự có thể về nhà không? Thật. Bảo đảm có thể về tới nhà ạ? Ờ, bảo đảm. Dạ, cảm ơn sư phụ. Chỉ cần quý vị thành tâm và cố gắng hết sức mình ngồi thiền là được rồi. Đừng cố tình phạm giới, đừng cố tình ngang bướng và đừng cố ý không thiền thì sẽ tốt thôi, hiểu không? Bảo đảm, bảo đảm. Được rồi chưa? Rồi, tôi phải đi đây. Tôi phải gặp mấy người khác nhé. Dạ, tôi sẽ đi tới đó để quý vị nhìn thấy tôi một chút rồi tôi sẽ đi.